Xin chào mọi người. Tết thì Tết chứ ai Tết, tớ không có Tết. Nói chứ lên lên chuyện cho mọi người theo dõi chứ để ngừng ngừng mấy ngày Tết rồi cuối cùng là mọi người dứt cái mặt chuyện. Cảm ơn Sơn Nguyễn nha. Bạn hết hết cái thời hạn của một tháng của YouTube, bạn đăng ký lại. Mấy tháng trước là hội viên cứng, bây giờ thành tăng lên thành hội viên VIP. Cảm ơn Sơn Nguyễn, bạn ủng hộ tớ liên tục từ nhấn nút super super rồi chuyển khoản rồi lại đăng ký hội viên. Cảm ơn Sơn Nguyễn ủng hộ rất nhiều. Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 3508 đến chương 3510. Thanh âm của phệ nhà thánh giả như vang vọng từ hư vô, quanh quẩn trong tâm trí Diệp Thiên. Sắc mặt Diệp Thiên lập tức lúc này trở nên khó hiểu. Thủy tổ của Diệp tộc sao? Từ mới vừa rồi Nhược Vũ nhắc tới Diệp tộc, Diệp Thiên còn tưởng rằng ông ta là đang nói bậy bạ linh tinh. Dù sao Nhược Vũ chí ít đều đã mấy chục vạn tuổi, làm sao lại cùng Diệp gia của Kinh Thành có quan hệ được chứ? Nhưng bây giờ anh cùng Nhược Vũ tín niệm đã tương thông, cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của ông ta càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy bối rối mờ mịt. Đối với lịch sử của Diệp gia, anh cũng không biết quá nhiều. Gia phả của Diệp gia sớm nhất là có từ thời nhà Thanh, ước chừng cũng đã hơn 200 năm. Vì tộc trưởng đầu tiên của Diệp gia cũng chính là thủy tổ của Diệp gia. Về sau, truyền đến thế hệ của Diệp Sơn mới đem Diệp gia dời đến Kinh Thành, trở thành một trong tứ đại gia tộc của Kinh Thành. Nhưng tính toán theo dòng chảy của thời gian này thì thời gian mà Diệp gia đã tồn tại nhiều nhất cũng không đến 300 năm. Cái gọi là tổ tiên của Diệp gia tại Kinh Thành, tại trước tuổi thọ mấy chục vạn năm của Nhược Vũ, ngay cả là một tiểu bối, ngay cả là một tiểu hài tử cũng không thể là tính. Làm sao có thể là cái gì kết bái huynh đệ được chứ? Chẳng lẽ nói ông ta nhắc đến Diệp tộc cùng Diệp gia của Kinh Thành cũng không phải là một nguồn gốc hay sao? Người đây đây, Diệp Thiên nhìn về phía Nhược Vũ kỳ quái nói: "Ông nói Diệp tộc là cái gì ạ?" Cảm nhận được vẻ hoang mang mờ mịt của Diệp Thiên, biểu lộ của Nhược Vũ càng trở nên có chút vi diệu. "Cậu thế mà hỏi ta, Diệp tộc là cái gì hay sao? Cậu không phải là người của Diệp tộc Tinh Hải hay sao? Diệp tộc Tinh Hải là cái gì chứ?" Diệp Thiên nhíu mày nói: "Tôi đúng là họ Diệp, nhưng tôi đến từ địa cầu, là Diệp gia của Kinh Thành Hoa Hạ. Nói cho ông biết, cái Diệp tộc Tinh Hải này hẳn là không có liên quan gì tới tôi. Ông lầm rồi, đúng không?" "Lầm sao?" Nhược Vũ lúc này xua xua tay, thanh âm như chém đinh chặt sắt: "Tuyệt đối không có khả năng. Nếu cậu không phải người của Diệp tộc, làm sao lại có được tộc văn độc nhất thuộc về Diệp tộc Tinh Hải được chứ? Trong toàn bộ tinh không vũ trụ này, chỉ có người của Diệp tộc Tinh Hải mới có thể kích phát được ấn ký tộc văn của Diệp tộc. Ngày đó, cậu đã kích hoạt năng lượng một tinh hạch hành tinh. Thời điểm ra tay với tôi rõ ràng đã nhìn thấy ấn ký tộc văn của Diệp tộc trên trán cậu. Tuyệt đối không thể nhìn nhầm được. Ấn ký tộc văn của Diệp tộc sao?" Diệp Thiên càng nghe thì càng như lọt vào trong sương mù. Thời điểm anh hấp thu lực lượng tinh hạch hành tinh của địa cầu, thi triển chân võ thiên lôi kiếm, đích thực là cảm thấy giữa hai lông mày mình nóng hổi đến dị thường. Có vật gì đó dường như đang vô cùng sống động, nhưng anh chỉ nghĩ đó là phản ứng chung của mọi người khi hấp thụ năng lượng tinh thể hạt nhân của trái đất. Anh cũng không biết chuyện này cùng ấn ký tộc văn của Diệp tộc mà Nhược Vũ nói tới có quan hệ gì. "Chính cậu tự xem một chút đi." Nhược Vũ nhìn Diệp Thiên, thật sự hỏi là mình hỏi gì cậu ta cũng không biết. Lúc này bàn tay vung lên, một hình ảnh liền xuất hiện tại trong đầu Diệp Thiên. Đây là hình ảnh thần hồn của Nhật Vũ, ghi lại cảnh tượng khi Diệp Thiên kích phát lực lượng tinh hạch hành tinh, chém ra chân võ thiên lục kiếm ngày hôm đó. Cuối cùng, Diệp Thiên cũng nhìn thấy cảnh tượng trên trán mình hiện ra đạo quang ấn cổ xưa. Mặc dù anh không biết ấn ký đó rốt cục là cái gì, nhưng nhìn hình dạng và phương thức của nó cùng văn tự tinh không mà anh nhìn thấy bên trên phong ấn tại tinh ngân chi nhãn lúc đó cực kỳ giống nhau, hiển nhiên là cùng một loại chữ viết. Trên chữ trên trán kia của cậu cũng là văn tự tinh không, dùng ngôn ngữ chữ viết trên tinh cầu của cậu để phiên dịch, đó chính là
Dịch. Đây là tộc văn đặc thù của dịch tộc tại Tinh Hà. Trong toàn bộ vũ trụ, chỉ duy nhất có một loại này, tuyệt đối không có người nào có thể sao chép, càng không thể giả mạo. Điều này đã chứng minh cậu là tộc nhân của dịch tộc. Nhìn xem chính mình bên trong hình ảnh thần hồn kia, Diệp Thiên trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, không biết nên nói tiếp như thế nào. Dịp tộc của Tinh Hà, ấn ký tộc văn của dịp tộc. Anh nhẹ giọng thì thầm, càng nghĩ càng cảm thấy vô lý. Anh sinh ra ở địa cầu, là người của Diệp gia tại Kinh Thành. Phụ thân anh là Diệp Vân Long, mẫu thân là Thi Tú Vân. Điểm này anh khẳng định vô cùng chắc chắn, bởi vì huyết mạch của chính mình cùng Diệp Vân Long và Thi Tú Vân tuyệt đối là quan hệ cha con. Thế nhưng là trên trán anh lại hiện ra chữ Diệp này, cũng là một sự thật chắc chắn, làm cho trong lòng anh càng mờ mịt, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Cậu thực sự không biết Diệp tộc của Tinh Hà sao? Nhìn thấy biểu lộ của Diệp Thiên, Nhược Vũ tiếp tục hỏi lại một lần nữa. Diệp Thiên vẫn mờ mịt lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua, tôi đã nói tôi xuất thân từ địa cầu là Diệp gia ở Kinh Thành. Nhược Vũ nghe anh khẳng định như vậy, lập tức cũng rơi vào trầm tư. Sau một lát, ông ta dường như nghĩ đến cái gì đó, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia minh bạch. Tôi hiểu rồi. Ông ta nhìn về phía Diệp Thiên, trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Cậu sinh ra ở địa cầu, cũng chưa từng tiếp xúc với người Diệp tộc của Tinh Hà, nhưng cậu xác thực là hậu duệ của đại ca. Tu vi của đại ca vô cùng cường đại, bề ngoài tuấn lãng cương nghị nhưng vô cùng phong lưu lãng mạn. Trong vũ trụ không biết có bao nhiêu thần nữ thiên kiêu đều vì đại ca mà điên đảo. Mỗi khi đại ca đi qua một tinh cầu nào, tất nhiên đều sẽ lưu tình ở khắp mọi nơi. Mà cậu, hoặc là nói đúng hơn là toàn bộ người của Diệp gia Kinh Thành của cậu, chính là thời điểm đại ca du lãm qua địa cầu, còn một nữ tử nào đó của địa cầu kết hợp mà sinh hạ con cháu đời sau. Trên thân các người đều có lưu huyết mạch của đại ca. Chỉ nghe Diệp Vũ tiếp tục nói, nhưng vị tổ nãi nãi, tức là bà cô tổ kia của các người, hắn là một người địa cầu rất bình thường, dẫn đến bên trong những con cháu đời sau của các người, độ tinh khiết thuộc về huyết mạch của đại ca cũng không được cao. Đồng thời, mỗi một đời của các người cũng đều là cùng thông hôn với người cùng họ với mình, hoặc không phải là kết hôn đồng tộc, dẫn đến sau này huyết mạch càng ngày càng yếu đi, cho nên không cách nào kích phát được tộc văn của dịch tộc. Mà cậu xem như một kẻ dị loại, trong đó thiên phú cùng kinh nghiệm của cậu đã tạo nên cậu bây giờ. Mà ngày đó cậu dẫn động lực lượng tinh hạch hành tinh đột phá đến thành phẩm hóa thần, chạm đến cánh cửa cảnh giới thánh nhân. Lúc này mới một lần nữa khai phát huyết mạch dịp tộc cực kỳ mỏng manh trong cơ thể mình, trong vô thức đã triệu hồi ra tộc văn. Diệp Thiên nghe xong, biểu lộ trên mặt cũng dần dần thay đổi. Hoàn toàn chính xác, mỗi một thời đại Diệp gia bọn họ, vô luận là mạnh hay yếu, nhưng đều có thiên phú võ đạo. Chính là nhờ chuyện này, bọn họ mới có thể trị quốc an dân, đứng sừng sững tại đỉnh Hoa Hạ, trở thành một trong tứ đại gia tộc tại Kinh Thành. Theo như lời Nhược Vũ nói, thì người sáng lập Diệp gia bọn họ tại Kinh Thành vô cùng có khả năng chính là vị thủy tổ của Diệp tộc Tinh Hà kia. Vừa nghĩ đến đây, biểu lộ của Diệp Thiên càng trở nên cổ quái. Phóng tầm mắt khắp Hoa Hạ, Diệp gia xem như đại gia tộc một phương. Nhưng nếu là phóng tầm mắt khắp địa cầu cũng chỉ tính là bình thường mà thôi. Về sau, nguyên nhân cũng bởi vì anh mới có thể uy chấn thế giới, đứng ở đỉnh cao của địa cầu. Nhưng đừng nói là Diệp gia, liền xem như toàn bộ địa cầu tại trong cái vũ trụ mênh mông này đều nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng anh không nghĩ tới, chính là Diệp gia nhỏ bé trên địa cầu này, thế mà lại có một lịch sử cực kỳ phi thường như vậy. Mặc dù Diệp Thiên không hiểu rõ cái gì mà thủy tổ của Diệp tộc cùng Diệp tộc của Tinh Hà, nhưng nhìn biểu lộ của Nhật Vũ, anh liền có thể nhìn ra đây nhất định là một quái vật khổng lồ, uy chấn tinh không, hùng bá hoàn vũ chân chính. Nếu không phải như thế, làm sao phải để Nhược Vũ, loại nhân vật đẳng cấp bậc này, trịnh trọng mà đối đãi như vậy được chứ? Anh hiện tại mặc dù thương thế cực nặng, nhưng cũng không khỏi đối với cái gọi là Diệp tộc của Tinh Hà này hứng hở hào hứng. Nói cho tôi nghe một chút chuyện về Diệp tộc của Tinh Hà đi, tôi rất muốn biết.
Nhật Vũ nhìn Diệp Thiên một chút, nhìn thấy trong ánh mắt của anh loại hiếu kỳ mãnh liệt kia, sắc mặt hơi dừng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Vốn dĩ lấy cảnh giới tu vi của cậu hiện tại, nói cho cậu biết những chuyện này vẫn còn quá sớm, đối với cậu cũng không có chỗ tốt nào. Nhưng tôi thấy cậu đối với lai lịch chủng tộc của mình đều hoàn toàn không biết gì, càng là không biết tiền tổ của mình là ai. Vậy tôi liền nói rõ ràng cho cậu biết một chút. Ánh mắt của ông ta nhìn vào bầu trời đầy sao thăm thẳm, dường như muốn xuyên thấu qua vô tận hư không này, hồi tưởng lại thời gian xa xôi trước kia. Nếu như tôi vừa rồi suy đoán không sai, như vậy tiên tổ của cậu chính là đại ca, không thể nghi ngờ. Đại ca chính là một trong thập đại cường giả chí cường trong vũ trụ, được người xưng tục là Thanh Thương Đại Đế. Đại ca tên là Diệp Kình Thương. Hết. À, không phải là hết đâu, còn mấy chương nữa. Nhưng mà bây giờ mấy, 10 giờ mấy rồi. Thành ra là Ad tranh thủ lên trước, rồi trưa cũng bận, chiều chiều để Ad phải rảnh rảnh, Ad dịch nốt mấy chương kia. Chứ sợ là chiều nay rồi xỉn xỉn rồi bắt đầu là đến khuya mới lên cho mọi người nghe nữa. Thôi được bao nhiêu lên trước mới cho mọi người nghe ha. Tối nay Ad sẽ có cố gắng, tối khuya này có nữa.